Hai Sang chào buổi sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang đang cùng với hai đứa nhóc. Ba anh em Sang thì đang đi ra ngoài ruộng rất là sớm. Trên tay với đứa nhóc thì người thì cầm xô, đứa thì cầm rổ. Hôm nay ra ngoài ruộng này á, mấy anh em Sang đang đi kiếm mấy cái bụng nước để đi vớt cá, tá cá mọi người. Tại vì mọi người xem này, ruộng ở chỗ Sang thì đang vào cái mùa khô. Những cái ruộng nào mà gần sông, gần suối ấy, thì người ta bơm nước lên đây để mà trồng tiếp một vụ lúa nữa. Còn những ruộng nào xa như ngoài kia kìa, thì nước ruộng nó sẽ bắt đầu cạn dần và nó rút về những cái dũng sâu. Thì nước ruộng rút á, thì cá nó cũng sẽ rút về đó. Nên nó tập trung về đó rất là nhiều. Nên mấy anh em Sang cầm xô nè. Đầu tiên mình sẽ đi tát cá với những dụng nước nè. Với lại là mình đi lấy cái rổ, đi xúc một ít tép á. Hôm nay Sang định sẽ làm một cái bữa cơm ăn cùng với mẹ, với lại rủ hai đứa nhóc qua bên nhà Sang chơi. Giờ mình đi lên trên kia ha. Trên kia thì có một cái ao nhỏ nhỏ trên kia. Nãy giờ thì Sang với mấy đứa nhóc đang đi kiếm một cái vụn nước, một cái hố nước để mấy anh em Sang tá cá, bắt cá ở dưới quay cho mọi người xem. Thì không biết mọi người ở đây á, vào lúc nhỏ mọi người có hay đi ra ngoài ruộng để đi tát cá giống như mấy anh em Sang hay không á. Còn riêng Sang thì lúc nhỏ gần như là cái mùa ruộng cạn, bất cứ năm nào đi nữa thì Sang không có bỏ lỡ mọi người. Kiểu như là một cái thứ gì đó mà mình trông đợi nguyên cả mùa vậy đó. Nhưng mà sau này về lớn lên á, thì bộn bề công việc quá nên lâu rồi Sang không có ra đây để tát cá lại. Với lại mình lớn rồi có nhiều thứ để lo hơn. Chắc ăn nha, để hồi ruộng hết rau muống rồi tát sạch nước là không có cá nào là trơ luôn á. Nãy giờ thì Sang với đứa nhóc á đi ra ngoài ruộng để mà kiếm một cái hố nước ngoài ruộng tát cá ngoài đó quay cho mọi người xem. Nhưng mà tiếc một cái là mấy anh em Sang đi trễ quá, mấy cái hố nước thì người ta xí rồi, người ta tát hết rồi, nên bắt buộc là mấy anh em đi vô phía bìa rừng đây nè. Nó có một cái bụng sình nhỏ nhỏ. Bây giờ thì mấy anh em Sang sẽ ruộng hết phần rau muống này ra ha, rồi mình tát cạn cái phần nước chỗ này rồi mình bắt cá nha. Rảnh cởi quần dài ra đi, mặc cái quần đùi rồi xắn tay áo lên thôi, xắn quần xắn đồ lên hộ. Thì để bắt cá được ở những cái hố nước mà nó sình sình như này nè, bây giờ thì Sang sẽ dùng dao mình khoét hết cả một cái mảnh rau muống này, mình cuộn qua một bên, xong rồi mình sẽ dùng sình mình đắp tấn ngang cái dụng nước của mình và tát cái phần nước phía bên đây qua phía bên kia để cho cái dụng nước nó cạn đi ha. Rồi mình sẽ bắt đầu làm mò cá nha. Rồi giờ chuẩn bị phụ anh cuộn rau muống nha. Nãy giờ gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì Sang với mấy đứa nhóc đã hoàn thành xong cái công trình của mình rồi nha mọi người. Mọi người xem cái công trình đắp đập của Sang này. Sang dùng phần rau muống và là phần sình, phần đá. Mình chia cái phần hố nước mình ra thành hai phần. Phần bên đây là phần nước nước ở dưới rau muống khi nãy mình cuộn lên đó mọi người. Còn phần bên đây là phần không có nước. Để một xíu nữa là Sang sẽ tát cái phần nước bên đây nè, qua bên đây. Và cái phần nước này nó sẽ cạn xuống và mấy con cá nó sẽ mắc kẹt lại ở cái vũng nước mình. Lúc đó thì mình chỉ cần mò và bắt được mấy con cá nha. Dành lấy xô cua cho anh nha. Cá thì nãy giờ mấy anh em Sang mò chưa có con nào hết cả, nhưng mà cua thì bắt được ở đây rất là nhiều này. Đây, mấy đứa nhóc nó mò hang nó bắt được ở đây cho Sang chắc cần cả ký cua. Cua này thì một xíu nữa mình sẽ mang về làm món canh chua ha. Cá thì mình chiên hết vậy anh. Tất cả công đoạn thì nãy giờ cũng đã xong hết rồi nha mọi người. Bây giờ thì nhóc rảnh nó sẽ dùng cái xô đây nè, nó khai trương nó tát trước một xô rồi Sang sẽ tiếp tục là tát cho mọi người xem ha. Thì tát cá này á, mọi người để cho Sang bên đây một cái rổ để mà hồi mình múc cái phần nước đây nè, mình tát qua bên cái rổ bên đây. Nếu mà có cá nó dính trong cái xô mình á thì nó sẽ dính lại cái rổ mình bắt được luôn nha. Rồi rảnh tát đi, tát sơ một xô trước đó, mình múc như con nhóc rảnh đó, mình tát như vậy thôi. Rồi giờ
cái phần dũng sình thì nay giờ sang với đứa nhóc tác cũng gần cạn nước rồi nha mọi người, chừa lại một ít nước cái kia này. Bây giờ thì mấy anh em sang sẽ bắt đầu là đi mò nha. Rổ đâu rồi? Đây. Bây giờ đi mò nha. Giờ hai đứa coi ai mò nhiều nhất nha. Cá thì nãy giờ sang tát một vòng mọi người thì thấy cá đây cũng có mấy con này nè. Rồi giờ bắt đi, anh phụ bắt nhân rảnh. Ê, đây này, bắt cá này thì cũng rất là đơn giản mọi người thấy không? Khi mà mình tát xong á thì mấy con cá nó sẽ bị mắc lại trong những cái bước chân của mình á, là như cái này nè. Đó, mình bắt mình bỏ vô đây. Ui, cá lóc vậy nó. Không, ơi, ơi. Ô, cá lóc. Đây nè, nó tập tạ đó. Nó được chưa, được chưa? Đó, đó, nó dưới tay em rồi. Đó. Nó tập tạ đó, chạy dữ lắm. Ôi, ba con. Đây, 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 đây. Thấy không? Thấy không? Mở tiếp, mở tiếp. Nè, 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 nè. Anh mới thấy cái đầu nó. Nè, 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 nè. Mấy con cá này thì nó yếu hết rồi nha mọi người. Do mình quần sình đây nè. Thì nó bị ngợp á. Nhưng mà mấy con nào bự thì nó còn khỏe lắm. Đây nè, đây còn đây nè. Chắc cú là trong mấy cái bước chân này sẽ có cá nha. Cua vậy nó. Mình cứ mò mò lên trên đây đi, lát mình mò dưới xong. Đó. Thêm một con nữa. Đó. Đó, mới mò xíu là nhóc rảnh nó bắt được đây ba bốn con này, hậu được con. Bắt được nhiều nhiều bỏ vô trong cái xô đi hai đứa. Đây đây cái rùa. Cái rùa đây này. Đây. Đó, cái lóc vàng à. Con cá rô đồng nè mọi người. Mọi người xem cá rô đồng cuối mùa này, to ghê không? Đó, bự không? Bự rồi đó. Đây nè. Ôi khỏe lắm. Cho vô xô đi. Rồi, rồi cho hết cái cá vô xô đi vậy. Từ mò sao để hồi nó nhảy ra hết. Này này, cầm cái xô cho anh bỏ cá vô. Nha, cầm cái xô cho anh bỏ cá vô. Đó, mình mò xong mình bỏ cá vô xô ha. Tại vì cá lóc này nó khỏe lắm. Mình bỏ ngoài là nhảy ra hết. Mò tiếp. Mò cho cạn trước Quỳnh ơi. Lộn Hậu ơi. Đây 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 con nữa này. Đây 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 trên tay này. Một con nữa. Đó, nó mới nẹt đó. Này nó hay nằm ở dưới mấy cái vũng nước này nè. Cá lóc thì cá lóc cá trê cá rô mọi người thì nó lặn xuống sình rất là giỏi nha. Nếu mình mò thì mình cố gắng là mình mò dưới sình luôn nè. Là cục đá lên có này, nó hay ở dưới cục đá lắm. Cua mò thử đây có không? Cua này, đây có mấy con cua này. Anh nói khi trong hang này vậy này. Là cục đá lên đi. Mò thử. Không. Cái hang á, cái hang á, tọt tay vô hang. Ôi, không có thôi. Để bỏ xuống mỏ tay quá. Ui. Tiếp tục. Anh nói nó chuối sình đó. Mò từ từ thôi. Mấy con cá này nó lặn. Đâu? Được không? Được không? Mất rồi. Mất rồi. Rồi. Bự không? Bự. Nó phóng dữ lắm hả? Dạ, nó phóng bay bay. Hậu quất dở quá. Cái rô. Cái rô hả? Bỏ trong kia đi. Bỏ rổ, bỏ vô xô á, bỏ rổ đi. Đó. Rồi lấy cái rổ xúc vô của thằng nhóc rảnh được nè. Rồi lấy cái rổ xúc đi, anh mò trên đây. Coi chừng bể đập nha. Bè đập tam hiệp là hồi nó cứu mình đi luôn á. Móc đá đi. Nãy giờ nhóc rảnh thì nó vừa mới tìm được một cái hang ổ của mấy con cá rồi nha mọi người. Đây này, một con đầu tiên lấy cái rổ lên đây không? Đây này, bỏ cái rổ vào đây. Đây đây, đưa cái rổ đây. Đưa cái rổ cho anh. Rồi mình bỏ cái rổ lên trên đây. Coi cái hang này có mấy con. Cho nhóc rảnh nó móc hết đi. Khi mà mình tát mình động, ui hai con. Khi mình tát mình động thì mấy con cá lóc, cá rô nó sẽ chui vô một cái hang để nó trú ẩn. Nên mình tìm được mấy cái hang này nè. Gọi là cái ổ của nó nha. Mình cứ móc ra mình bắt thôi. Ý. Quá trời luôn. Bự. Đây này. Mọi người xem cá trong cái hang nè. Nó đồng đồng một cỡ thôi nha mọi người. Tại vì giống như là một cái lứa của nó đó. Nếu mà có mấy con cá lóc cỡ này thì chắc có con cá lóc bự vậy. Con cá lóc mẹ của nó đó. Còn không? Ba con hả? Hết rồi. Rồi đổ này vô xô đi. Được ba con. Một hang được ba con. Giờ thì đi kiếm tiếp một vòng nữa. Nhiều chưa anh coi coi. Nhiều chưa? Ký chưa? Ui quá trời luôn mọi người thấy không?
Nãy giờ thì Sang với đứa nhóc mò mẫm ở dưới cái dũng sình ở đây nè mọi người. Thì cũng đã cố gắng mò hết cá ở cái ao chỗ này rồi ha. Bây giờ thì Sang cho mọi người xem cái số cá của Sang với đứa nhóc bắt được trong một cái hố nha. Rồi nhảnh đổ qua đây đi. Đổ cái rổ, rổ to đi ha. Có hết đó. Đây mọi người xem một cái hố mà mấy anh em Sang bắt được bao nhiêu cây cá này. Được chắc gần một ký cá nha, một ký cá hơn một ký cá, nhưng mà tiếc một cá là không có cá lóc to, kiểu như là cá lóc to bị người ta bắt hết rồi mọi người, chỉ còn lại mấy con cá lóc nhỏ nè. Mấy anh em Sang tác được bao nhiêu đây, giờ đếm coi được bao nhiêu con, một hố đếm nhanh. Ôi nó mạnh quá, cứ bỏ đi. Một, hai, nhảy ra hết bây giờ, ba, 27 con, 28 con. Một dụng nước mấy anh em Sang bắt được 28 con nha mọi người. Đường ký không ta? Chắc đường ký ha. Dạ. Ngon luôn. Được gần một ký cá nha. Giờ còn sớm mà mình đi tát thêm một dũng nữa. Dạ. Là kiếm khoảng tầm 2 ký cá là đủ một bữa cơm hoành tráng luôn mọi người. Mọi người xem hai đứa nhóc nó đi tát cá cùng với Sang này, đứng lên hai đứa, đứng lên. Đứa nào thì cũng dơ nha, Sang thì cũng y như vậy, không có khác tí nào đâu, như nhóc rảnh nè. Nó nằm xuống dưới sình nó lăn lội luôn mà. Mấy đứa này thì nó thấy sình nó khoái lắm. Rồi đổ cá vô kia. Rồi đi tiếp cái một dụng mới đó. Cho miếng nước vô cho nó sống ha. Hậu ra phá đập đi, cho mấy con cá nó sống đi. Nếu con nào sót lại thì nó sống. Lấy cái áo cua luôn cho nó. Rồi, rồi chuẩn bị đi kiếm một cái hố mới. Mình tác tiếp nha. Thôi bỏ đi, cho nó sống đi, cho nó sống đi. Nãy giờ thì Sang với nhóc Dảnh với lại nhóc Hậu á, đi tát cá ngoài ruộng thì được bao nhiêu đây nè mọi người? Chắc được khoảng tầm một ký mấy luôn á. Tát thì cũng đã có cá rồi. Trời thì bây giờ lạnh quá nên mấy anh em không có tát nữa ha. Ghé ngay chỗ cái ao này nè, cho nhóc Dảnh nó rửa tay rửa chân, cho mình mẩy sạch sẽ hết cả. Với lại là Sang hái được ở đây một ít bông súng á. Mình một xíu nó mang về mình sẽ nấu canh chua nha. Rồi giờ anh với Dảnh xuống. Rồi giờ xuống hái bông súng, nấu canh chua. Canh chua cá. Đâu cái cọng bông súng dài không? Ui dài dữ vậy. Mọi người xem cái cọng bông súng nè, dài thòn lòn luôn nha. Tại vì cái nước này nước sâu á. Bây giờ Sang xuống luôn. Sâu không? Ui cọng bông súng. Ui. Mọi người xem một cọng bông súng này. Dài ơi là dài luôn. Một cọng bông súng rất là dài, khoảng tầm 2m, 2m, 2m mấy nha. Tại vì cái ao này nó sâu 2m mấy nên bông súng nó cũng dài theo. Hàng chục cộng chứ được rồi ha. Mà tắt điện thoại xuống phụ nhóc Dảnh đó. Nãy giờ thì Sang với đứa nhóc vừa mới đi bắt cá về tới nhà nha mọi người. Cho mọi người xem lại cái thành quả của ngày hôm nay. Mấy anh em Sang đi ra ngoài ruộng nè, là bắt được ở đây rất là nhiều cá, cái con cá lóc đồng luôn á. Nhưng mà đợt này tiếc một cái là mấy anh em Sang đi trễ quá, nên cái mấy con cá này nè, mấy con cá to thì người ta bắt hết rồi, chỉ được chỉ còn lại sót lại mấy con cá nhỏ thôi. Nhưng mà bao nhiêu đây thì đủ một nồi canh chua rồi ha. Với lại là Sang với mấy đứa thì hái thêm được ở đây một ít bông súng nữa. Bây giờ thì mẹ Sang sẽ mần sạch sẽ mấy con cá này. Mình sẽ làm món là canh chua hả mẹ? Canh chua cá lóc đồng với lại bông súng nha. Sang cũng đã nấu xong cái bữa cơm chiều rồi nha mọi người. Thì bữa cơm ngày hôm nay của Sang á, gồm có mẹ Sang nấu đây là món canh chua, cá lóc đồng với bông súng nè.
Còn bên đây là cua nhóc dảnh nó bắt được á. Mẹ sang rang me nha, nhìn cái dĩa cua rang me rất là đẹp luôn ha. Rồi bên đây là những cái con cá nhỏ, mình không có nấu canh chua, mình để lại mình chiên giòn cho mọi người. Cơm thì cũng đã nấu xong rồi. Bây giờ thì mời mọi người cùng với Sang, cùng với mấy đứa nhóc, cùng với mẹ, mình sẽ cùng nhau ăn bữa cơm chiều ha. Sang vừa mới múc ra đây một cái chén gồm có cua nè, với lại một con cá chiên giòn. Bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng Sang ăn một bữa cơm chiều với Sang, với mẹ, với mấy đứa nhóc nha. Mọi người thấy cái cuộc sống của dưới đồng quê như thế nào? Mình không phải lo nghĩ gì hết á. Chiều chỉ cần sáng chỉ cần xách cái rổ ra ngoài ruộng, rồi mình tát cá, mình bắt thêm một ít, vậy là đủ một bữa cơm rồi. Thôi mời tất cả mọi người nha. Ngon quá. Mà nhiều khi ăn cái bữa cơm như vậy mọi người, Sang còn cảm thấy là nó ngon hơn là mình ăn thịt ăn cá, ăn thịt ăn này kia. Đồ ăn thì mình tự kiếm, cơm thì mình tự nấu là nó ngon nhất nha. Cua thơm nè, bơ hả? Giòn, giòn, dầu bơ. Bơ.